xong về mẫu mới nha, quạt trần 12V này. Cho các bạn xem công suất 12V DC 33W. Đây, sải cánh này, tổng là 1,5 m này, 1,4 m. Bây giờ đầu bằng hàng nha. Đây, một số của nó đây. Bốn số nha. Nặng thế, to như quả điện lưới này. Marco một màu mã rất đẹp nha. Kết nối rất là đơn giản và dễ dàng. Đây là sái cánh này. Đây, sải cánh thực nha, 63 phân. Chuẩn 25. Rất là tiện.